Xin chào các anh, các chị và các bạn. Hôm nay giới thiệu cho mọi người một sản phẩm đó là ví nam, ví nằm, da bò, da sọc nha mọi người. Đây là hiện da được mọi người đang yêu thích nhất. Dùng da sọc này thì nó cũng giống như da bò khác thôi, nhưng mà kiểu dáng người ta làm khác thôi. Người ta làm cái xà máy sọc gì. Thì dòng da là da cao cấp nha mọi người. Rất được nhiều các anh yêu thích. Xài cũng rất là bền. Vì cái vân này nó cũng là rất khó làm nha mọi người, nên giá thành da này nó cũng khá là cao. Thì trong ngoài đều giống nhau nha mọi người, từ da tắm mà ra chứ không phải da ký hoặc là da miếng. Đường chỉ được may rất là tỉ mỉ và thẳng hàng. Ở trong á thì nó sẽ có ba ngăn nằm ngang bên tay phải và một ngăn đứng. Bên tay trái thì nó sẽ có một ngăn nằm ngang và một ngăn đứng. Và đặc biệt nó có ngăn lưới. Ngăn lưới thì mình có đại hình ảnh người thân, bạn bè và gia đình. Mọi người có mua hàng có thể liên hệ qua số điện thoại là 0862 452 078 hoặc 092 4629 729. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thì đây là dòng da cao cấp nên giá thành nó cũng hơi cao. Ở trong mà được lót bằng da luôn nha mọi người. Trong ngoài bằng da. Thì đối với những dòng da như thế này thì vì nó cũng rất là ít người làm nên giá thành mới cao. Trong này thì có ba ngăn lớn, hai ngăn bình thường và một ngăn dây kéo. Ngăn bình thường này chứa rất là nhiều tiền nha mọi người, nhất là tiền mệnh giá lớn, còn mệnh giá nhỏ thì có thể ít hơn. Rồi ngăn dây kéo này mình có thể đựng những món đồ dễ gây rớt và mình kéo lại mình khóa một cách an toàn.